tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin của ngày 2 tháng 4 năm 2022 trên kênh Culture Channel. Trong bản tin sáng nay, chúng tôi sẽ hậu chuyện với quý vị thông qua các bản tin chính như sau người Canada phải vay nóng, vay nặng lãi nhiều hơn vì đại dịch. Ontario bỏ thu phí trên cao tốc 42 và 48 từ tuần tới. Ontario bổ sung một hình phạt khác cho những người bị bắt vì lái xe nguy hiểm. Thuốc viên Paslovic đã có thể được kê đơn cho một số người nhất định ở Quebec. Lương tối thiểu tăng ở Nova Scotia, New Brunswick và PEI nhưng mà vẫn thấp hơn so với mức lương đủ sống khoai tây PEI được phép xuất khẩu sang Hoa Kỳ và có hiệu lực ngay lập tức. Nhà sản xuất giải Oscar 2002 cho biết cảnh sát đề nghị bắt giữ Will Smith. Samsung sẽ cho phép người dùng Samsung Galaxy tự sửa chữa thiết bị của họ. Máy bay không người lái chuyên chở nhu yếu phẩm y tế mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu cho thấy mức an ninh lương thực có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Và trong bản tin chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhiều bản tin khác. Tuấn liền và Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin sáng nay trên Culture Channel. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa song ngữ Anh Việt duy nhất được phát hành tại Canada. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị tiếp tục bấm like, comment và share cho nhiều người quen để giúp loan tỏa bản tin này đến nhiều người hơn. Xin cảm ơn quý vị và sau đây Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin liên quan tới Covid đang hồi sinh ở Canada. Covid đang hồi sinh ở Canada. Theo giám đốc y tế công cộng, tiến sĩ Theresa Tam, Covid-19 đang hồi sinh ở Canada, nhưng sự gia tăng mới nhất trong số các trường hợp không nằm ngoài dự kiến của việc nới lỏng các hạn chế. Bà Tam nói, tính đến ngày 31 tháng 3, Số ca nhiễm trung bình hàng ngày đã tăng 28% trên toàn quốc, cho thấy sự hồi sinh đang diễn ra. Theo cơ quan y tế công cộng Canada, biến thể BA.2 dễ lây truyền hơn và vốn đang chiếm phần lớn số ca ở một số khu vực pháp lý được cho là lý do lớn nhất của sự hồi sinh này. Ngoài ra, khả năng miễn dịch suy giảm của mọi người và sự trở lại của nhiều hoạt động trực tiếp hơn dường như cũng là những yếu tố liên quan mô hình chỉ ra rằng mức độ xét nghiệm và báo cáo hiện tại. Các trường hợp nhiễm và các ca bệnh nghiêm trọng đã giảm đáng kể kể từ đỉnh của làn sóng Omicron. Tuy nhiên, hoạt động dịch bệnh vẫn đang gia tăng ở một số vùng của đất nước. Bà Tam nói, tổng kết lại, tôi nghĩ mọi người vẫn nên đeo khẩu trang, bất kể bạn đang ở đâu trên đất nước này bởi vì ngay cả khi bạn không thấy sự hồi sinh ngay bây giờ bạn có thể sẽ thấy trong những ngày hoặc tuần tiếp theo thôi và khẩu trang sẽ giúp ngăn ngừa sự lây truyền và giảm thiểu tác động lên hệ thống y tế phó giám đốc y tế công cộng tiến sĩ Howard Chu nói với các phóng viên trong khi có sự hồi sinh ở một số vùng của đất nước, ông chưa thể nói rằng Canada đang trải qua làn sóng thứ sáu, thứ mà có thể khiến Canada mang trở lại những biện pháp phòng ngừa trên toàn quốc. Khi các hạn chế Covid tiếp tục được nới lỏng trên khắp Canada, sau hơn 2 năm xảy ra đại dịch, bà Tam nói rằng đất nước đang trong thời kỳ chuyển đổi. Cơ quan Y tế Công cộng của Canada dự đoán con đường thoát khỏi đại dịch sẽ không phải một con đường trải hoa hồng. người Canada phải vay nóng vay nặng lãi nhiều hơn vì đại dịch. Một cuộc khảo sát mới cho thấy đại dịch đã khiến nhiều người Canada tìm đến các khoản vay lãi suất cao hơn và những người ủng hộ đang kêu gọi liên bang giảm lãi suất tối đa mà người cho vay có thể tính. ACON Canada một nhóm cộng đồng ủng hộ những người Canada có thu nhập thấp và trung bình đã thực hiện cuộc khảo sát trong số các thành viên của mình. Trong số 439 người tham gia cuộc khảo sát từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, 113 người cho biết họ đã đi vay nặng lãi, chẳng hạn như khoản vay ngắn hạn hoặc khoản vay trả góp do Covid-19. Trong số những người được hỏi này, một phần tư cho biết họ đã phải vay nặng lãi từ 10 lần trở lên kể từ khi bắt đầu đại dịch. Hơn một nửa cũng cho biết họ đã thử vay từ ngân hàng truyền thống trước đó, nhưng đã bị từ chối. Ngoài ra, 83% cho biết họ cần các khoản vay để trang trải các chi phí hàng ngày. Các khoản vay trả góp thường được cung cấp cho người vay với lãi suất từ 30 đến 60% và thường được trả lại trong một khoảng thời gian cố định. Các khoản cho vay ngắn hạn thường là 1.500 đô trở xuống trong thời hạn 62 ngày hoặc ít hơn và có thể có lãi suất cao tới 548% tùy thuộc vào tỉnh bang. Những khoản vay này được cung cấp bởi những người cho vay không truyền thống và thường được tìm tới bởi những cá nhân không thể tiếp cận các khoản vay từ các ngân hàng truyền thống và các công đoàn tín dụng do tín dụng kém, thu nhập thấp hoặc cả hai. Việc cắt giảm các hỗ trợ COVID-19 của chính phủ như CRB được coi là một trong những lý do khiến người Canada có thu nhập thấp chuyển sang các khoản vay lãi suất cao hơn. Hơn một nửa số người được hỏi báo cáo rằng tình hình tài chính của họ trở nên tồi tệ hơn do đại dịch và họ vẫn cần hỗ trợ tài chính. Ontario dành 19 triệu đô la để giảm bớt tôn động của hội đồng chủ nhà và người thuê. Chính phủ Ontario đã thông báo hôm thứ Sáu rằng họ sẽ phân bổ 19 triệu đô la trong 3 năm để giúp giảm bớt tình trạng tồn động lâu dài tại hội đồng chủ nhà và người thuê LTB của tỉnh. Tỉnh cho biết Khoản đầu tư này nhằm hỗ trợ LTB giải quyết những tranh chấp giữa người thuê và chủ nhà nhanh hơn. Vào mùa xuân năm 2020, LTB đã ngừng hoạt động trong 5 tháng do đại dịch. Kể từ đó, họ đã không thể giải quyết tồn động. Theo tỉnh, khoản đầu tư sẽ hỗ trợ việc giải quyết các vụ việc nhanh hơn bằng cách cho phép LTB tăng cả cán bộ bán thời gian và toàn thời gian và cải thiện nền tảng công nghệ thông tin. Thông báo này là một phần của luật do chính phủ bảo thủ cấp tiến đưa ra vào đầu tuần này, nhằm hợp lý hóa các quy trình phê duyệt để thúc đẩy nguồn cung nhà ở của tỉnh. Ontario bỏ thu phí trên cao tốc 42 và 48 từ tuần tới. Chính phủ Ontario sẽ loại bỏ vĩnh viễn việc thu phí trên hai đường cao tốc bắt đầu từ tuần tới, từ ngày 5 tháng 4, việc thu phí sẽ được dỡ bỏ trên quốc lộ 42 và 48. Động thái này đã được chính quyền tỉnh công bố vào hồi tháng 2. Đường cao tốc 42 và 48 là hai đường cao tốc theo hướng Bắc Nam nối quốc lộ 401 và quốc lộ 407 của vùng Durham. Đây là hai đường cao tốc Bắc Nam duy nhất có thu phí ở Ontario. Chính phủ cho biết họ tin rằng việc loại bỏ các khoản thu phí này sẽ mang lại nhiều lựa chọn đi lại hơn cho người dân địa phương và giải tỏa tình trạng tắc nghẽn trên các tuyến đường địa phương khắp vùng Toronto. Ngoài ra, việc thu phí trên quốc lộ 407 là do tư nhân sở hữu và điều hành, không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này. Mức thu phí hiện tại trên quốc lộ 42 và 418 là nhất quán với quốc lộ 407. Mức phí này thay đổi tùy thuộc vào thời gian và hướng đi của người lái xe. Ontario bổ sung một hình phạt khác cho những người bị bắt vì lái xe nguy hiểm. Chính phủ Ontario đã bổ sung một hình phạt mới đối với những người bị bắt vì lái xe nguy hiểm (ston driving) bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Theo Bộ Giao thông Vận tải thì các tài xế bị kết tội lái xe nguy hiểm ở Ontario sẽ phải hoàn thành khóa học nâng cao trình độ lái xe nếu không sẽ bị hủy bằng lái. Khóa học phải được chọn từ danh sách các công ty được chính phủ phê duyệt và đồng thời khóa học phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày bị kết án. Bộ Giao thông cho biết thêm trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Yêu cầu này cùng với mức phạt cao hơn và thời gian treo bằng lâu hơn gửi một thông điệp rõ ràng tới các tài xế rằng việc lái xe liều lĩnh và hung hãn không có cửa trên đường của chúng tôi. Bất kỳ ai bị bắt vì lái xe vượt quá tốc độ quy định 40 km/h trở lên tại những con đường có tốc độ quy định là dưới 80 km/h sẽ bị buộc tội lái xe nguy hiểm ở Ontario. Đối với khu vực có tốc độ giới hạn trên 80 km h người lái xe hơi sẽ phải đối mặt với phí phạt lái xe nguy hiểm nếu mà họ vượt quá 50 km h so với giới hạn cho phép. Những người lái xe cũng phải đối mặt với việc bị treo bằng 30 ngày và đồng thời bị giam xe 14 ngày nếu bị cảnh sát dừng vì tội lái xe nguy hiểm. Mức phạt tối đa cho tội lái xe nguy hiểm ở Ontario là 10.000 đô la. Bạn cũng có thể phải đối mặt với 6 tháng tù giam. Ontario chi 17,1 triệu đô la để mở rộng dịch vụ tại UHN và có kế hoạch thành lập cơ sở trị liệu bằng chùm proton. Chính phủ Ontario cho biết họ sẽ chi 17,1 triệu đô la để mở rộng điều trị ung thư và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc tại mạng lưới y tế University Health Network, gọi tắt là UHN, bao gồm kế hoạch thành lập cơ sở điều trị bằng chùm tia proton đầu tiên của Canada. Trong một thông cáo với báo chí hôm thứ Sáu, Bộ Y tế cho biết chính phủ sẽ chi tới 5 triệu đô la để thành lọc kế hoạch cho một cơ sở trị liệu bằng chùm tia proton đầu tiên của Canada tại mạng lưới y tế đại học với mục đích chữa trị các bệnh nhân điều trị bệnh ung thư bằng công nghệ tiên tiến và cao cấp nhất. Mạng lưới y tế đại học UHN bao gồm Bệnh viện Đa khoa Toronto, Trung tâm ung thư Princess Margaret, Bệnh viện Toronto Western Hospital, Bệnh viện Hồi phục chức năng Toronto và Viện Giáo dục Michener. Theo Bộ Y tế cho biết, thì liệu pháp chùm tia proton là một hình thức điều trị ung thư tiên tiến đưa xạ trị vào các tế bào khối u được nhắm tới. Phương pháp điều trị này sẽ làm giảm mức bức xạ đến các mô khỏe mạnh xung quanh. Những bệnh nhân sử dụng phương pháp điều trị tiên tiến này có thể có ít tác dụng phụ lâu dài hơn, đặc biệt là trẻ em bị u não và những người lớn mắc một số loại ung thư, báo cáo viết. Hiện tại, không có cơ sở điều trị bằng chùm proton tại bệnh viện ở Canada. Điều này có nghĩa là các bệnh nhân cần tới điều trị bằng phương pháp này thì phải chuyển đến Hoa Kỳ. Theo Bộ Y tế cho biết, cơ sở điều trị bằng chùm tia proton của UHN sẽ bao gồm 5 giải phòng điều trị để hỗ trợ khoảng 1.500 bệnh nhân trẻ em và người lớn mỗi năm. Ottawa cam kết tổng cộng 2,5 triệu đô la cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi vụ chặn cầu Ambassador. Chính phủ liên bang đã cam kết hỗ trợ tổng cộng 2,5 triệu đô la cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc phong tỏa cầu Ambassador, khiến hành lang thương mại giữa Windsor, Ontario và Detroit bị đóng cửa trong gần một tuần vào tháng 2 khoảng 240 doanh nghiệp sẽ có đủ điều kiện để đăng ký các khoản tiền không hoàn trả lên đến 10.000 đô la mỗi doanh nghiệp. Khoản này sẽ chi trả cho các chi phí không được chi trả bởi bất kỳ chương trình liên bang nào khác. Trước đó đã có thông báo rằng chính phủ liên bang đang tài trợ tổng cộng 20 triệu đô la cho các doanh nghiệp Ottawa bị ảnh hưởng bởi 3 tuần biểu tình ở trung tâm thành phố. Kể từ thứ Sáu, các doanh nghiệp địa phương có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường cho các vấn đề mà họ gặp phải, như mất hàng hoặc các chi phí không thể hoãn lại khác như lương nhân viên, tiền điện nước, bảo hiểm hoặc phí ngân hàng. Đây là tiêu chí của chính phủ về tính đủ điều kiện, ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và dễ bị tổn thương, họ phải nằm dọc theo và gần Huron Church Road, đã không thể hoạt động kinh doanh ở mức bình thường trong thời gian bị phong tỏa, có ít hơn 100 nhân viên, đã có ý định cung cấp dịch vụ khách hàng trực tiếp trong thời gian biểu tình và không thể chuyển đổi sang các dịch vụ trực tuyến trong thời gian ngắn, đã mở hoàn toàn, đang vận hành và cung cấp dịch vụ trực tiếp tại thời điểm nộp đơn. vấn đề ma túy chết người ở Alberta vẫn tiếp tục. Dữ liệu mới được chính phủ Alberta công bố cho thấy 160 người khác trong tỉnh đã chết vì ngộ độc ma túy vào tháng Giêng. Phần lớn các trường hợp tử vong đều liên quan đến opioid và diễn ra ở Calgary và Edmonton, Tuy nhiên, thành phố có tỷ lệ tử vong do dùng thuốc quá liều cao nhất là Lethbridge. Đó là tháng giêng đẫm máu nhất, từng được ghi nhận với mức tăng 21% số ca tử vong do dùng thuốc quá liều so với tháng giêng năm ngoái và tăng 229% so với tháng giêng năm 2020. Thuốc viên Paxlovid đã có thể được kê đơn cho một số người nhất định ở Quebec. Các dược sĩ ở Quebec hiện được phép kê đơn thuốc kháng virus Paxlovid cho những bệnh nhân có triệu chứng với COVID-19, những người có nguy cơ phát triển các biến chứng và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Bộ trưởng Y tế Christine Dubé tin rằng việc tiếp cận với đơn thuốc của dược sĩ từ một trong 1.900 nhà thuốc cộng đồng của Quebec sẽ mang lại sự gần gũi cho việc chăm sóc và khuyến khích việc bắt đầu điều trị nhanh hơn. Vào ngày 17 tháng 3, chính phủ Quebec thông báo rằng Paxlovid sẽ có sẵn tại các hiệu thuốc sau khi có đơn thuốc từ bác sĩ hoặc y tá chuyên khoa. Vào thứ Sáu, các nhà chức trách quy định rằng dược sĩ có thể kê đơn thuốc, nhưng nếu tình trạng của bệnh nhân xấu đi trong 2 ngày sau khi bắt đầu điều trị, dược sĩ sẽ phải giới thiệu bệnh nhân đến bác sĩ hoặc y tá. Viên thuốc uống kháng virus được Bộ Y tế Canada phê duyệt cách đây 2 tháng rưỡi. Paxlovid nhằm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng COVID-19 ở những người có nguy cơ phát triển các biến chứng nghiêm trọng của nhiễm trùng này. Nó cũng sẽ làm giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do các chủng coronavirus mới. Bò đang được sử dụng để giúp làm giảm thiểu nguy cơ trái rừng ở tỉnh PC. Một công cụ khá kỳ lạ đang được sử dụng để giúp làm giảm thiểu rủi ro trái rừng ở British Columbia, đó là gia súc địa phương. Bò sẽ được chăn thả tại các điểm cụ thể ở Interior PC được các chủ trang trại dẫn đến các khu vực gần nhà và cơ sở hạ tầng. Ý tưởng đằng sau chương trình thí nghiệm của Hiệp hội chăn nuôi gia súc ở tỉnh PC là những con bò sẽ được sử dụng để ăn hết một số cỏ khô từ những tháng hè. Cỏ khô là thứ có thể làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn. Đây là năm thứ ba của chương trình hoạt động tại Kelowna, Peachland, Summerland và Canbrook trong 2-3 tuần. lương tối thiểu tăng ở Nova Scotia, New Brunswick và PEI nhưng vẫn thấp so với mức lương đủ sống. Mức lương tối thiểu ở ba tỉnh Maritime đã tăng vào ngày thứ Sáu, mặc dù chúng vẫn thấp hơn mức được coi là mức lương đủ sống. Ở Nova Scotia, mức lương tối thiểu đã tăng 40 xu lên 1 đồng 35 đô la một giờ. Tỉnh này trước đó đã thông báo rằng họ dự định tăng mức lương lên 13,60 đô la vào tháng 10 và sau đó lên 15 đô la một giờ vào tháng 4 năm 2024. Mức lương tối thiểu của New Brunswick đã tăng 1 đô la lên 12,75 đô la một giờ, có nghĩa là tỉnh không còn ở mức lương tối thiểu thấp nhất ở Canada. Danh hiệu đó hiện nay thuộc về Saskatchewan. Vào tháng 10, mức lương ở New Brunswick dự kiến sẽ tăng thêm 1 đô la lên mức 13,75 đô la một giờ. Và tính đến thứ Sáu, PEI có mức lương tối thiểu cao nhất trong 3 tỉnh Maritime ở mức 13,70 đô la một giờ sau khi tăng thêm 70 xu. Tình trạng thiếu khả năng chi trả ngày càng trở thành một chủ đề nóng khi chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng mạnh ở khắp Canada, trong khi tiền lương ở phần lớn các nơi đều không thay đổi. Những mức lương tối thiểu hiện tại không đủ để nuôi sống người dân. Theo Trung tâm Các Chính sách Thay thế của Canada, Canadian Center for Policy Alternatives, mức lương đủ sống của Nova Scotia, tức là số tiền một người cần kiếm để hỗ trợ gia đình và chi trả cho tất cả các nhu cầu cơ bản dao động từ 18,45 đô la tại Cape Breton và 22,05 đô la ở Halifax. Trong một tuyên bố, nhóm bảo vệ quyền lao động Justice for Workers nói rằng, mặc dù Nova Scotia đang theo đuổi mức lương tối thiểu 15 đô la, còn số đó thậm chí không đủ để theo kịp với lạm phát. Chỉ số này đã đạt mức cao nhất trong 30 năm ở 5,7% vào tháng 2. Tại New Brunswick, hội đồng phát triển con người ước tính mức lương đủ sống là 20,21 đô la ở Fredericton và 19,75 đô la ở St. John, 18,65 đô la ở Mountain và 17,50 đô la tại Bathurst. Mặc dù PEI hiện nay có mức lương tối thiểu cao nhất của vùng Maritimes nhưng mà nó vẫn thấp hơn mức lương đủ sống. Mức mà được ước tính là 19,30 đô la mỗi giờ ở Charlottetown vào năm 2020. Dưới đây là mức lương tối thiểu hiện tại trên khắp Canada, từ thấp nhất cho tới cao nhất. Saskatchewan là 11 đồng 81 đô la mỗi giờ kể từ tháng 10 năm 2021. Manitoba là 11,95 đô la mỗi giờ kể từ tháng 10 năm 2021. New Brunswick là 12,75 đô la mỗi giờ kể từ tháng 4 năm 2022. Newfoundland và Labrador là 13 đồng 20 mỗi giờ kể từ tháng 4 năm 2022. Nova Scotia là 13 đồng 35 mỗi giờ kể từ tháng 4 năm 2022. Quebec là 13 đồng 50 mỗi giờ kể từ tháng 5 năm 2021 và sẽ tăng lên 14 .25 đồng 25 mỗi giờ vào tháng tới. PEI là 13 .70 đồng 70 mỗi giờ tính đến tháng 4 năm 2022. Alberta là 15 đồng tính đến tháng 10 năm 2018. Ontario có mức lương tối thiểu là 15 đồng mỗi giờ tính đến tháng Giêng năm 2022. Lãnh thổ Tây Bắc 15 .20 đồng 20 tính đến tháng 9 năm 2021. British Columbia là 15 .20 đồng 20 đô la mỗi giờ tính đến tháng 6 năm 2021 và sẽ tăng lên 15 đồng 65 đô la vào tháng 6 của năm 2022. Mức lương tối thiểu tại Yukon là 15 .70 đồng 70 mỗi giờ kể từ tháng 4 năm 2022 và tại Nunavut là 16 đồng mỗi giờ kể từ tháng 4 năm 2020. Khoai tây PEI được phép xuất khẩu qua Hoa Kỳ có hiệu lực ngay lập tức. Việc xuất khẩu khoai tây của PEI sang Hoa Kỳ đang được cho phép trở lại và có hiệu lực ngay lập tức. Cơ quan kiểm tra sức khỏe động thực vật của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, gọi tắt là APHIS, đã sửa đổi các yêu cầu đối với việc nhập khẩu khoai tây để ăn từ PEI vào ngày thứ Sáu. Tin tức được đưa ra sau một thông báo từ Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada vào tuần trước cho biết cơ quan này sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu khoai tây PEI để ăn nhưng mà không áp dụng cho hạt giống hoặc là khoai tây đã chế biến. Nông dân trên đảo cho biết họ ước tính khoảng 300 triệu pound khoai tây đã bị tiêu hủy trong mùa đông này. Các nhà sản xuất xe hơi cần hỗ trợ thêm để đáp ứng các mục tiêu bán xe điện mới. Các nhà sản xuất xe hơi Canada cho biết, chính phủ tự do cần phải tăng gấp 3 số tiền khích lệ khi mua xe điện lên thì mới có khả năng hoàn thành được mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ trong kế hoạch giảm lượng khí thải mới được trình bày tại Hạ viện tuần này. Chính phủ cho biết họ sẽ yêu cầu 20% tất cả các hãng xe nhẹ mới được bán ở Canada phải không phát thải vào năm 2026 và yêu cầu 60% xe không phát thải vào năm 2030. Cuối cùng, chính phủ muốn 100% xe mới bán ra là chạy bằng điện vào năm 2036. Nhưng các nhà sản xuất xe hơi cho biết, có thể người tiêu dùng vẫn chưa sẵn sàng để chuyển qua xe điện quá sớm như thế. Theo ngành công nghiệp, vào năm 2021, chỉ 5,6% xe mới được bán ở Canada là xe điện. Brian Kingston, chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà sản xuất xe Canada cho biết Thực tế là có một động lực đơn giản để thúc đẩy doanh số bán hàng của xe điện. Động lực này không chỉ được sử dụng ở Canada mà còn ở trên khắp thế giới, đó chính là các ưu đãi mua hàng. Hiện tại, chính phủ liên bang đang ra ưu đãi lên tới 5.000 đô la cho việc mua một chiếc xe điện mới ở Canada. Trong khi kế hoạch giảm thải được công bố hôm thứ Ba cho biết, chính phủ có kế hoạch cung cấp 1,7 tỷ đô la để mở rộng chương trình khuyến khích người tiêu dùng, nhưng không có thêm chi tiết nào được cung cấp. Ông Kingston cho biết, ngành công nghiệp của ông tin rằng số tiền khuyến khích từ liên bang cần phải tăng lên 15.000 đô la để thuyết phục người Canada chuyển sang xe điện. Ông nói thêm rằng, các khuyến khích này không cần tồn tại mãi mãi, khi công nghệ xe điện được cải thiện và giá pin giảm, ông nói người tiêu dùng sẽ không cần động cơ tài chính để mua chúng nữa. Kế hoạch giảm phát thải được công bố hôm thứ Ba cho biết chính phủ có kế hoạch tài trợ thêm 400 triệu đô cho các trạm sạc không phát thải với mục đích bổ sung 50.000 bộ sạc xe điện vào mạng lưới của Canada. Ngân hàng cơ sở hạ tầng Canada cũng sẽ đầu tư 500 triệu đô vào các trạm sạc và cơ sở hạ tầng. Canada gặp Bỉ, Russia và Maroc ở vòng bảng World Cup Qatar. Bỉ, đội đã hơn 3 năm đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, hiện đang xếp thứ hai thế giới trong khi Russia đứng thứ 16 và Maroc thứ 24. Chỉ có hai đội đứng đầu bảng sẽ tiến vào vòng 16 đội. Huấn luyện viên John Herman của Canada không hề bối rối khi nở một nụ cười tươi khi ủng hộ đội của mình. Tuyệt vời, Herman nói về bảng được xếp hạng. Chúng tôi muốn những trận đấu kiểu đó, bạn sẽ tham dự một kỳ World Cup, không có trận đấu nào dễ dàng và tôi nghĩ rằng bất kỳ đội nào cũng có thể đánh bại bất kỳ đội nào trong một ngày thuận lợi. Đó chính là vẻ đẹp của bóng đá. Canada là cái tên cuối cùng được xướng tên trong lễ bốc thăm vào thứ Sáu cho giải đấu kéo dài từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Ông Herman gọi đó là một khoảnh khắc siêu thực sau 36 năm vắng bóng của các tuyển thủ Canada ở sân chơi quốc tế này. Canada sẽ mở màn gặp Bỉ vào ngày 23 tháng 11 trước khi đối đầu với Russia vào ngày 27 tháng 11 và Maroc vào ngày 1 tháng 12. Các đội thắng bảng F sẽ đấu với một trong hai đội đứng đầu bảng E. Điều này có nghĩa là một cuộc hẹn với cựu nhà vô địch Tây Ban Nha hoặc Đức ở vòng 1-16. Russia và Bỉ lần lượt về nhì và ba tại World Cup 2018 ở Nga. Maroc đã bất bại ở vòng loại châu Phi 7-1 vượt lên dẫn trước đối thủ 25-3. Nhìn chung, đây không phải là một bản đấu dễ dàng, nhưng Canada hoàn toàn có khả năng tiến sâu và không ai đánh thuế giấc mơ được nâng cao chức vô địch phải không quý vị? Cập nhật về tình hình Covid ở Canada. Tính tới tối ngày 1 tháng 4, Canada báo cáo có thêm 7.544 ca COVID-19 mới và tổng số ca COVID của Canada hiện nay là 3.492.916 ca. Có thêm 4.731 ca được báo cáo là hồi phục. Hiện nay có 162.059 ca còn bệnh và có thêm 45 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 37.671 tính đến nay. Cho đến nay đã có hơn 82,1 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,6 triệu người hay là hơn 85,4% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 81,5% dân số đã tiêm hai liều. Hơn 89,8% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và hơn 85,7% đã tiêm hai liều. Trên 47,4% người Canada đã tiêm mũi tiêm thứ ba. Tại tỉnh bang Ontario đã báo cáo có 3.519 ca nhiễm mới và thêm 18 ca tử vong vì COVID. Tỉnh Quebec, các quan chức y tế đã công bố có 3.182 ca bệnh mới và 17 ca tử vong. Tỉnh British Columbia vừa mới báo cáo có 357 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Tại Newfoundland và Labrador, từ ngày thứ Tư, tỉnh có 688 ca bệnh mới và gồm 389 ca được báo cáo vào ngày thứ Sáu. Ngoài ra, thì tỉnh cũng thông báo 6 ca tử vong mới. NWT có 74 ca bệnh mới và Yukon có 23 ca bệnh mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các bản tin thế giới nổi bật trong ngày nga chuyển hướng sang ấn độ để giao dịch bằng các loại tiền tệ không phải phương tây chúng ta là những người bạn của nhau tình báo ukraine cáo buộc trung quốc đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vài ngày trước khi bị nga xâm lược trận đấu mang tính chính trị giữa mỹ và iran trong kỳ world cup đầu tiên ở trung đông hồng kông phản đối báo cáo của vương quốc anh và hoa kỳ về tình hình chính trị và luật pháp ngày càng xấu đi của thành phố Samsung sẽ cho phép người dùng Samsung Galaxy sửa chữa thiết bị của họ. Máy bay không người lái chuyên chở nhu yếu phẩm y tế mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ. Việt Nam tìm cách nhập khẩu thêm than từ Úc để tránh tình trạng thiếu điện. Nam học sinh của một trường chuyên có tiếng ở Hà Nội đã nhảy từ tầng cao chung cư tự tử. Người phụ nữ phóng hỏa tại chung cư mini ở Hà Nội khiến cho một người thiệt mạng và năm người bị thương. Sau đây Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với cuộc giao tranh Nga-Ukraine. Diễn biến tình hình giao tranh Nga-Ukraine Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đang cung cấp thêm 300 triệu đô la Mỹ trang thiết bị quân sự cho các lực lượng Ukraine đang bảo vệ đất nước khỏi quân đội Nga. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong một tuyên bố tối thứ Sáu rằng thiết bị trong gói viện trợ mới bao gồm hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser, máy bay không người lái, xe bọc thép, thiết bị quan sát trong tối và đạn dược. Ngoài ra còn có vật tư y tế, thiết bị chiến đấu và phụ tùng thay thế. Ông Kirby cho biết, gói hàng mới thể hiện sự khởi đầu của quá trình ký hợp đồng nhằm cung cấp các khả năng mới cho Ukraine, thay vì cung cấp các thiết bị được lấy từ kho dự trữ quân sự của Mỹ. Đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh kể từ khi Nga xâm lược, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết thêm. Một số diễn biến nổi bật khác. Trung Quốc bác bỏ lệnh trừng phạt khi chiến tranh được đưa lên hàng đầu trong hội nghị thượng đỉnh. Hôm thứ Sáu, Trung Quốc tiếp tục chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, khi các quan chức hàng đầu của liên minh châu Âu tìm kiếm sự bảo đảm từ Bắc Kinh rằng họ sẽ không giúp Moscow lách các biện pháp kinh tế áp đặt để đáp trả cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng đã đổ lỗi cho cuộc chiến ở Ukraine ít nhất một phần là do Hoa Kỳ vì đã thúc đẩy mở rộng liên minh quân sự NATO gần biên giới của Nga quân đội nga đang rút lui nhưng vẫn để lại mình trên lãnh thổ ukraine Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo người dân của mình vào đầu ngày thứ bảy rằng các lực lượng Nga đang rút lui nhưng vẫn tạo ra một thảm họa hoàn toàn bên ngoài thủ đô khi họ để lại mình trên toàn bộ lãnh thổ, thậm chí xung quanh nhà cửa và xác chết. Ông Zelensky đã đưa ra cảnh báo khi cuộc khủng hoảng nhân đạo ở thành phố Mariupol bị bao vây ngày càng trầm trọng với việc các lực lượng Nga đã chặn đứng các hoạt động di tản trong ngày thứ hai liên tiếp và Điện Kremlin cáo buộc Người Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng trực thăng vào một kho nhiên liệu trên đất Nga. Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng nếu cáo buộc của Moscow được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công được biết đến đầu tiên trong chiến tranh mà máy bay Ukraine xâm nhập không phận Nga chiến tranh ở Ukraine làm dấy lên lo ngại ở giới trẻ Nga trong độ tuổi nhập ngũ. Khi lực lượng của Moscow không thể tiến thêm được ở Ukraine, nhiều thanh niên Nga trong độ tuổi nhập ngũ ngày càng lo lắng về viễn cảnh họ sẽ được gửi đi tham chiến. Những lo sợ đó càng trở nên đặc biệt nghiêm trọng hơn khi một cuộc nhập ngũ hàng năm vào mùa xuân đã bắt đầu vào thứ Sáu và nhằm mục đích thu hút 134.500 nam giới cho chuyến đi nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã cam kết tại một cuộc họp của quân đội trong tuần này rằng các tân binh sẽ không được gửi đến tiền tuyến hoặc điểm nóng. Nhưng tuyên bố này đã vấp phải sự hoài nghi của nhiều người ở Nga, những người còn nhớ về cuộc chiến tranh ly khai ở miền Nam Cộng hòa Chechnya vào những năm 1990 và đầu những năm 2000 khi hàng ngàn thanh niên được đào tạo sơ sài đã thiệt mạng. Người tị nạn châu Phi có nhìn nhận thành kiến về chủng tộc khi Hoa Kỳ chào đón người Ukraine. Khi Hoa Kỳ chuẩn bị chào đón hàng chục nghìn người Ukraine chạy khỏi chiến tranh, nước này tiếp tục trục xuất nhiều người tị nạn châu Phi và Caribe trở về quê hương bất ổn và bạo lực, nơi họ đã phải đối mặt với cưỡng hiếp tra tấn, bắt giữ tùy tiện và các hành vi ngược đại khác họ không quan tâm đến một người da đen một cư dân columbus ohio chia sẻ đề cập đến các chính trị gia hoa kỳ sự khác biệt thực sự rõ ràng họ biết những gì đang xảy ra ở đó và họ đã quyết định nhắm mắt làm ngơ nga chuyển hướng sang ấn độ để giao dịch bằng các loại tiền tệ khác không phải của phương tây chúng ta là những người bạn của nhau Nga sẽ tăng cường sử dụng các đồng tiền không phải của phương Tây để giao thương với các nước như Ấn Độ, Ngoại trưởng nước này cho biết hôm thứ Sáu, khi ông ca ngợi New Delhi là một người bạn không có quan điểm một chiều về cuộc chiến Ukraine một ngày sau khi các quan chức mỹ và anh thúc ép ấn độ tránh phá hoại hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la và các lệnh trừng phạt áp đặt lên nga vì cuộc xâm lược ukraine ngoại trưởng nga sergei lavrov đã đến thăm ấn độ để tăng cường hỗ trợ từ một quốc gia mà nga từ lâu đã coi là đồng minh của mình chúng ta là những người bạn của nhau ngoại trưởng lavrov nói trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp ấn độ đồng thời nói thêm rằng ấn độ đã nhìn nhận cuộc khủng hoảng ukraine theo toàn bộ sự thật chứ không không phải một chiều. Ông Lavrov cho biết, Ngân hàng Trung ương của Nga đã thiết lập một hệ thống liên lạc thông tin tài chính vài năm trước và Ấn Độ cũng có một hệ thống tương tự. Nga là nhà cung cấp thiết bị quốc phòng lớn nhất cho Ấn Độ và Ngoại trưởng Lavrov cho biết hai nước sẽ sử dụng cơ chế đồng rút để trao đổi mua bán dầu mỏ, khí tài quân sự và các hàng hóa khác. Ông nói, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp bất kỳ hàng hóa nào mà Ấn Độ muốn mua. Ấn Độ và Trung Quốc là những quốc gia lớn duy nhất trên thế giới không lên án tình hình giao tranh ở Ukraine mà ngay gọi là hoạt động quân sự đặc biệt. Sau khi Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc trong tuần này, Bắc Kinh cho biết họ sẽ quyết tâm hơn trong việc phát triển quan hệ với Nga. Tình báo Ukraine cáo buộc Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vài ngày trước khi xâm lược. Theo báo cáo, tin báo Ukraine do nhật báo The Times của Anh thu được cho biết Trung Quốc bị cáo buộc đã phát động một cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Ukraine trước khi nga xâm lược Ukraine. Dịch vụ an ninh của Ukraine cho biết chính phủ Trung Quốc đã cố gắng tấn công hơn 600 trang web thuộc chính phủ và các tổ chức quan trọng khác. Cơ quan an ninh cáo buộc rằng các cuộc tấn công đã bắt đầu trước khi kết thúc Thế vận hội Olympic mùa đông 2022 được tổ chức tại Bắc Kinh và leo thang một ngày trước khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào ngày 23 tháng 2. Cơ quan này nói thêm rằng Trung Quốc đã cố gắng tấn công một số tổ chức, bao gồm lực lượng quốc phòng Ukraine, ngân hàng quốc gia và cơ quan quản lý đường sắt. Các cuộc tấn công nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu và tìm cách phá vỡ hoặc đóng cửa cơ sở hạ tầng quan trọng và quốc phòng của đất nước. Các quan chức Ukraine cũng cáo buộc người Nga đã nhắm mục tiêu vào một số trang web của chính phủ Ukraine, bao gồm quốc hội và các bộ ngoại giao và quốc phòng, trong thời gian dẫn đến cuộc xâm lược mặc dù trung quốc không công khai tuyên bố ủng hộ hay phản đối cuộc chiến ở ukraine nhưng một số chuyên gia cho rằng điều đó không có nghĩa là họ không giúp đỡ ở phía sau tuy nhiên các chuyên gia đã nhanh chóng giải thích rằng sự hợp tác giữa hai nước là rất khó xảy ra bởi vì cách hành động của trung quốc trong không gian mạng có xu hướng khác với nga các chuyên gia cho biết, Trung Quốc có xu hướng nhắm vào các nạn nhân của họ bằng các phương thức gián điệp mạng để thu thập thông tin tình báo, đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại, thay vì làm gián đoạn và gây hại cho mạng lưới và hoạt động của cơ sở hạ tầng quan trọng. Trận đấu mang tính chính trị giữa Mỹ và Iran trong kỳ World Cup đầu tiên ở Trung Đông một kỳ World Cup kéo theo nhiều tranh cãi và những khúc mắc về địa chính trị đã tạo ra những trận đấu có tính chính trị cao nhất trên sân cỏ ở Qatar sắp tới. Cũng giống như trận đấu của FIFA năm 1998, Hoa Kỳ sẽ đấu với Iran với mối quan hệ ngoại giao vẫn chưa được khôi phục giữa các quốc gia từ khi bị các nước ban giao vào những năm 1970 hy vọng sẽ là sự yên bình lặp lại xung quanh cuộc chạm trán năm 1998 tại Pháp, nơi mà người Iran đã mang hoa hồng trắng cho đối thủ người Mỹ của họ trước khi giành chiến thắng 2-1. Hiện tại, kết quả bóc thăm chia bảng World Cup của bảng B đang nhận được sự quan tâm hơn bao giờ hết. Trên bảng B hiện nay có ba cái tên chính thức là Iran, Mỹ và Anh. Ukraine, Scotland và xứ Wales sẽ thi đấu trong trận playoff vào tháng 6 để quyết định tấm vé cuối cùng trong bảng B. Nếu giành được chiến thắng, Ukraine sẽ tranh tài tại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2006. Qatar đã đủ điều kiện để trở thành chủ nhà của World Cup đầu tiên ở Trung Đông và họ sẽ mở màn giải đấu vào đêm khai mạc vào ngày 21 tháng 11 trong trận đấu gặp Ecuador ở bảng A. Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar rất đặc biệt bởi nó sẽ diễn ra vào mùa đông để tránh cái nóng gây gắt của Qatar vào mùa hè. Dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 21 tháng 11 cho tới ngày 18 tháng 12. Hồng Kông phản đối báo cáo của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ về tình hình chính trị và luật pháp ngày càng xấu đi của thành phố. Hôm thứ Sáu, chính quyền Hồng Kông cho biết họ bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ và vô lý được đưa ra trong các báo cáo chính trị từ Anh và Hoa Kỳ về tình hình chính trị và pháp lý xấu đi do lực an ninh quốc gia sâu rộng của thành phố. Hoa Kỳ và Anh công bố các báo cáo mạnh mẽ vào ngày thứ Năm, trong đó nêu chi tiết những lo ngại về sự xói mòn các quyền tự do trong trung tâm tài chính toàn cầu và sự ngột ngạt của bất đồng chính kiến trong cơ quan luật pháp, xã hội dân sự và truyền thông của thành phố. Các báo cáo được đưa ra sau khi hai thẩm phán cấp cao của Anh đã tư chức khỏi tòa án cấp cao nhất của Hồng Kông vào ngày thứ tư vì luật an ninh quốc gia trừng phạt các tội như là lật đổ chính quyền với mức án tù chung thân. Mười thẩm phán nước ngoài khác vẫn đang phục vụ tòa án Hồng Kông. Sáu trong số đó là luật gia người Anh đã nghỉ hưu, một người Canada và ba người Úc. Nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam gọi những vụ tư chất là động cơ chính trị trong khi Trung Quốc thì đổ lỗi cho áp lực của Anh. Chúng tôi cực kỳ phản đối các cáo buộc vô căn cứ và vô lý chống lại chính quyền đặc khu hành tránh Hồng Kông do nước ngoài đưa ra thông qua nhiều báo cáo khác nhau. Chính quyền Hồng Kông cho biết trong một tuyên bố và đồng thời cho biết rằng chính phủ kêu gọi các nước ngoài ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc thông qua các vấn đề của Hồng Kông. Nhà sản xuất giải Oscar 2022 cho biết cảnh sát đã đề nghị bắt giữ Will Smith. Nhà sản xuất lễ trao giải Oscar năm 2022 Will Parker cho biết cảnh sát Los Angeles đã sẵn sàng bắt giữ Will Smith sau khi anh nam diễn viên tác Chris Rock trên sân khấu của buổi lễ trao giải diễn ra hôm Chủ nhật. Cảnh sát đã nói rằng đây là một vụ hành hung. Parker nói trong một cuộc phỏng vấn tại chương trình Good Morning America được ABC phát sóng hôm thứ Năm. Họ nói rằng chúng tôi sẽ đi bắt anh ta. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt giữ anh ta ngay bây giờ. Tuy nhiên Parker cho biết thì nam diễn viên hai Chris Rock đã rất bác bỏ ý tưởng này. Parker cho biết Rock đã nói rằng anh ấy vẫn ổn. Và các sĩ quan của Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles NAPD cũng đã hỏi Rod rằng anh ấy có muốn họ thực hiện bất kỳ hành động nào không? Nhưng mà Rod đã trả lời là không. Nhà sản xuất giải Oscar cho biết ban đầu thì anh tin rằng cái tác là một chút gian dựng nhưng mà sau đó anh đã lên hỏi Rod để xác minh vụ việc và Rod đã đáp lại rằng Vâng, tôi vừa nhận một cú đấm từ Muhammad Ali. Rock đã ngay lập tức chuyển sang nói đùa nhưng bạn có thể biết rằng anh ấy vẫn còn rất sốc. Parker chia sẻ. Tại buổi lễ trao giải Oscar năm 2022 hôm Chủ nhật, Will Smith đã tiến lên sân khấu và tác Chris Rock. Sau một câu nói đùa của nam diễn viên hài về vợ của Smith, Hành động này đã khiến cho Viện Hàng Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ đã họp lại vào ngày thứ tư để bắt đầu các thủ tục kỷ luật đối với Smith vì vi phạm các tiêu chuẩn ứng xử của viện. Theo đó thì Smith có thể bị đình chỉ, trục xuất hoặc là bị xử phạt theo cách khác. Nam diễn viên vẫn có cơ hội tự bảo vệ mình trong một văn bản trả lời trước khi hội đồng họp lại vào ngày 18 tháng 4. samsung sẽ cho phép người dùng samsung galaxy tự sửa chữa thiết bị của họ Samsung sẽ là công ty công nghệ mới nhất mang đến cho khách hàng khả năng tự sửa chữa thiết bị di động của họ trong bối cảnh người tiêu dùng, cơ quan quản lý và thậm chí cả Tổng thống Mỹ Joe Biden phải nới lỏng các hạn chế trong việc sửa chữa sản phẩm. Công ty đến từ Hàn Quốc đã công bố hôm thứ Năm rằng chương trình mới sẽ cho phép người dùng một số thiết bị Galaxy hàng đầu của công ty có thể sửa chữa sản phẩm của chính họ. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên Samsung sẽ cho phép người dùng và các công ty sửa chữa bên thứ ba truy cập vào các bộ phận chính hãng, công cụ sửa chữa và hướng dẫn sửa chữa từng bước trực quan. Trước đây, người dùng Samsung phải nhờ đến dịch vụ sửa chữa của nội bộ công ty để sửa chữa thiết bị của mình. Chương trình mới đầu tiên sẽ có sẵn bắt đầu từ mùa hè này cho những người dùng thuộc dòng sản phẩm Galaxy S20, S21 cũng như là Galaxy Tab S7 Plus nhưng không áp dụng cho những người sở hữu dòng sản phẩm S22. Công ty cho biết họ đang hợp tác với iFixit, một cộng đồng sửa chữa trực tuyến đã làm việc với Motorola để thực hiện một chương trình tự sửa chữa tương tự. Vào tháng 11 năm ngoái, Apple đã công bố một chương trình được gọi là dịch vụ tự sửa chữa, cung cấp các bộ phận thay thế cho các sản phẩm của Apple chẳng hạn như màn hình, pin và mô-đun máy ảnh. Chúng hoàn toàn có sẵn để mua và công ty sẽ cung cấp cho bất kỳ ai có quyền truy cập vào sách hướng dẫn sửa chữa. Chương trình vẫn chưa được chính thức ra mắt và sẽ giới hạn cho người dùng iPhone 12 và iPhone 13. Máy bay không người lái chuyên chở nhu yếu phẩm y tế mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ. Hàng tỷ người trên thế giới của chúng ta đang phải vật lộn để tiếp cận với các nhu yếu phẩm y tế như nguồn máu và vaccine, một phần do thiếu cơ sở hạ tầng đầy đủ. Nhưng những vấn đề về giao hàng đang dần được giải quyết nhờ vào một công ty có tên là FlyZipline. Zipline là một công ty khởi nghiệp chuyên vận chuyển các nhu yếu phẩm y tế bằng máy bay không người lái. Công ty có trụ sở tại Nam San Francisco, California, được thành lập vào năm 2014 với mục đích giải quyết những thách thức về tiếp cận y tế phức tạp nhất trên thế giới bằng cách sử dụng hệ thống giao hàng bằng máy bay không người lái tự động của họ. Mặc dù trụ sở chính của họ nằm ở trung tâm Thung lũng Silicon, nhưng công việc của họ bắt đầu ở Rwanda. Tại Hoa Kỳ, FlyZipline đã hợp tác với các công ty như Walmart, Intermountain Health và Michelin RX để thiết lập các trung tâm phân phối ở Arkansas và North Carolina. Tại sao FlyZipline không chỉ thành công mà còn mở rộng nhanh chóng từ Rwanda cho đến các vùng lãnh thổ như Ấn Độ và Hoa Kỳ? Trong khi các gã khổng lồ thương mại điện tử và dịch vụ giao đồ ăn đã cố gắng triển khai máy bay không người lái như một cách để tăng tốc quá trình giao hàng, FlyZipLine đã sử dụng máy bay không người lái của họ để giải quyết một vấn đề mà chỉ sản phẩm của họ mới có thể làm được. Máy bay không người lái của FlyZipLine được trang bị để phục vụ những bệnh nhân hoa kỳ dễ bị tổn thương cần được giao các nhu yếu phẩm y tế tại nhà kịp thời 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Vào thời điểm thử nghiệm, Flyzipline đã thực hiện thành công hơn 265.000 lượt giao hàng bằng máy bay không người lái. Nghiên cứu cho thấy, mất an ninh lương thực có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu mới cho thấy chế độ ăn kiêng giảm cân nhanh chóng và tình trạng trọng lượng cơ thể dao động do mất an ninh lương thực có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim sau này. Đối với nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã chia 16 con chuột thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất được ăn một lượng thức ăn bình thường trong suốt thời gian nghiên cứu. Nhóm thứ hai trải qua 3 chu kỳ, trong đó chúng được ăn 60% lượng thức ăn bình thường hàng ngày trước 3 tuần thực hiện chế độ ăn bình thường. Cả hai nhóm đều được siêu âm vào cuối nghiên cứu để đánh giá tác động của chế độ ăn uống đối với chức năng tim và thận. Chúng tôi phát hiện ra rằng những con chuột trải qua một số chu kỳ giảm cân và phục hồi trọng lượng cơ thể đã giảm chức năng tim và thận ở giai đoạn cuối, chúng cũng bị kháng insulin nhiều hơn, có thể là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Tác giả đầu tiên của nghiên cứu Alin De Souza cho biết trong một thông cáo báo chí mặc dù các con vật trông khỏe mạnh sau khi phục hồi từ chế độ ăn kiêng nhưng tim và sự trao đổi chất của chúng không khỏe mạnh để sâu ra nói thêm các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu của họ đặt ra câu hỏi liên quan đến việc mất an ninh lương thực do đại dịch toàn cầu gây ra có thể ảnh hưởng như thế nào đến con người sau này trong cuộc sống tuy nhiên họ cũng nói thêm rằng cần phải nghiên cứu thêm để xem liệu tác động của biến động cân nặng và mất an ninh lương thực có tương tự ở người hay không Việt Nam tìm cách nhập khẩu thêm than từ Úc để tránh tình trạng thiếu điện. Việt Nam đang tìm cách nhập khẩu than từ Úc để giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu hóa thạch cho sản xuất điện. Theo Bộ Công thương cho biết thì Bộ trưởng đã yêu cầu đại sứ quán của Úc tại Hà Nội sắp xếp một cuộc gặp với các nhà cung cấp của Úc để ký hợp đồng mới nhằm mục đích giao than bổ sung từ cuối tháng này. Công ty Điện lực Nhà nước của Việt Nam EVN hôm thứ tư đã cảnh báo về tình trạng thiếu điện từ tháng tới do nguồn cung cấp than khang hiếm. Đồng thời cho biết thêm rằng một số nhà máy nhiệt điện than của họ đã phải cắt giảm tỷ lệ hoạt động. Việt Nam đã chuyển từ nước xuất khẩu than thành nước nhập khẩu rồng năng lượng cách đây gần một thập kỷ và nhập khẩu nhiên liệu chủ yếu từ Indonesia và Úc theo số liệu hải quan của chính phủ, nhập khẩu than của Việt Nam từ úc đã đạt 15,6 triệu tấn trong năm ngoái, chiếm 43% tổng lượng than nhập khẩu của Việt Nam. Nam sinh học trường chuyên có tiếng ở Hà Nội nhảy từ lầu cao chung cư tự tử hôm thứ Sáu, một nhà chức trách ở trường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội đã xác nhận trên địa bàn vừa đã xảy ra vụ việc một nam sinh cấp 3 nhảy từ lầu 28 xuống đất dẫn tới tử vong. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ, vị lãnh đạo này cho hay. Theo báo cáo ban đầu thì khoảng 4 giờ 15 rạng sáng cùng ngày, cơ quan chức năng phường Phú La đã nhận tin về việc phát hiện thi thể của một nam thanh niên không còn nguyên vẹn tại khu vực sảnh chung cư Văn Phú, Victoria, nghi ngờ là rơi từ tầng cao xuống. Bước đầu, cơ quan xác định danh tánh của nạn nhân là nam sinh 16 tuổi trú tại một căn hộ tầng 18 tòa V1. Nạn nhân đang học lớp 10 tại một trường trung học phổ thông chuyên có tiếng ở Hà Nội. Rạng sáng thứ sáu, nam sinh này đã trèo qua ban công của căn hộ rồi nhảy xuống, dẫn đến tử vong. Theo cơ quan chức năng cho hay, thời gian gần đây, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm và trước khi nhảy lầu tự tử, em đã để lại thư tuyệt mệnh. Người phụ nữ phóng hỏa tại chung cư mini ở Hà Nội khiến cho một người thiệt mạng và 5 người bị thương. Lực lượng chức năng Hà Nội vừa bắt giữ một phụ nữ trong một vụ cháy chung cư mini khiến cho một người thiệt mạng và 5 người bị thương. Trần Thị Thanh Hải, 29 tuổi, quê Nam Định, được xác định là thủ phạm chính trong vụ cháy chung cư trên đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Hải đang làm việc tại một nhà máy ở Hà Nội. Cô khai báo với cảnh sát rằng cô đã có quan hệ tình cảm với bạn trai là anh Hoàng, 28 tuổi, đã được 2 năm và cô cho biết mình đã phát hiện có thai với anh hồi tháng 1 và muốn tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, gia đình anh Hoàng không chấp nhận Hải trong khi cặp đôi liên tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó thì Hải cho rằng Hoàng đã chuyển đến sống với người anh họ để tránh mặt cô và cho rằng anh họ là người chia sẻ tình cảm khiến cho Hải càng bực tức. Chiều hôm thứ Năm, Hải đã mua hết 30.000 đồng xăng để đổ vào chai mang theo do bình xăng xe máy của chị ta có dung tích nhỏ. Lúc sau, khi đang làm tóc, Hải bớt chợt nghĩ dùng xăng đốt xe máy của anh họ của Hoàng để trả thù. Khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, Hải đã thực hiện kế hoạch của mình theo camera an ninh ghi lại cho thấy. Sau khi chứng kiến ngọn lửa bùng lên thì Hải đã đi ăn tối ở một quán ăn gần đó. Vụ hỏa hoạn đã khiến cho một cô gái 25 tuổi tử vong tại chỗ. Năm người khác trong số đó có 4 trẻ em bị thương. Công an địa phương cho biết họ đang xác minh xem Hải có thực sự mang thai theo như lời khai hay không. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Ngày 1 tháng 4, Việt Nam có 72.556 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày có 87.463 ca khỏi bệnh và 33 ca tử vong. Hà Nội có số ca mắc mới là 7.734 ca. Tại Sài Gòn, số ca mắc mới là 725 ca các địa phương khác có số ca mắc mới cao là Nghệ An 3.226, Đắk Lắk 3.099, Phú Thọ 3.087, Yên Bái 2.998, Lào Cai 2.804, Bắc Giang 2.705, Quảng Ninh 2450 kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9 triệu 650.663 ca nhiễm với 42.526 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 7.606.476 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.541 ca. Tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 206.338.189 liều. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Hôm nay một gia kim bằng 0,7992 Mỹ kim và bằng 0,7238 euro. Một gia kim bằng 18.236.38 đồng Việt Nam và một Mỹ kim bằng 22.829.26 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 99 đồng 27 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 104.4 Mỹ kim một thùng giá vàng là 1924.8 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada và thế giới hàng ngày trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo về các video tin tức mới. Kênh Culture Channel của chúng tôi có các video tin tức được cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Thay mặt cho toàn ban biên tập, tôi Liêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành và xin kính chào tạm biệt.